Chị em nói nghe nè, không những chị em mình cũng tào lao hả chị ha. Ví dụ như vậy đó, mình phải hỏi mấy người như anh ba anh biết. Bởi vậy mình coi chương trình. Không chịu coi tà lanh giờ bổ sung nhiều canxi quá ha, nó cũng có tác dụng phụ, chị thấy không? Nguy cơ tăng sỏi thận nữa kìa. Đúng rồi, phụ nữ mình là chủ quan, không chịu đi khám cứ nghĩ là khớp là phải bổ sung canxi. Trời, nguy hiểm quá, mà đâu có biết. Cái bệnh của cô Út á, bệnh coi như là đau nhất, bởi vì thoái hóa khớp là phải dùng những cái sản phẩm mà giảm đau từ thảo dược rất là an toàn, hiểu không? Chứ không phải là cứ bổ sung canxi rồi cái dùng thuốc tây giảm đau một cách vô tội vã được. Ta đi mua coi. Nè, đi mua cái gì thiên nhiên vậy đó em ra em hỏi. Đây. Trời đất ơi. Có vậy? Trời ơi, tôi biết là cái tuổi của chị em mình là hay bị đau khớp nhất lắm, cho nên là tôi mang thử qua bên đây. Ý trời ơi, cảm ơn anh ba nha. Bởi vậy ông chồng tôi nhiều lúc la ổng vậy thôi, chứ có quen mấy ông bạn vậy thấy được ghê. Được quá. Dạ. Mà nói nghe nè, nãy anh nói cái câu tôi nghe tôi chịu lắm á. Câu gì? Có nghĩa là mỗi lần mình đau khớp đó thì mình cứ dùng thuốc tây là giảm đau. Lạm dụng quá đó, nó sẽ làm cho tái phát bệnh đau dạ dày, mà còn nhiều khi làm cho bệnh dạ dày nặng hơn nữa. Đúng rồi. Nói nghe nè, giờ bà đi chợ hả? Đi chợ không chi? Nhà tôi sẵn nấu cơm rồi. Cảm ơn ông anh ba tặng món quà. Ông chồng tôi ngồi trong nhà nãy giờ dọn cơm, kéo vô ăn cơm cái đi. Đi vô anh ba. Ông xã em ở nhà vậy, hỏi tập thể dục hả? Giờ thể dục đi nữa. Bạn thân rất thân của tôi đó, mặc đồ đôi mà ổng không ghen gì hết trơn. Trời, những lưu ý giữa điều trị thoái hóa khớp và bổ sung canxi. Thiếu hụt canxi không phải là nguyên nhân gây ra thoái hóa khớp, do vậy việc bổ sung canxi không mang lại hiệu quả trong điều trị căn bệnh này. Nếu người bệnh bị loãng xương cần bổ sung canxi thì nên ưu tiên sử dụng nguồn canxi tự nhiên. Bổ sung canxi chỉ thực sự có lợi khi uống vào buổi sáng hoặc trưa, không nên uống vào buổi chiều và tối vì sẽ gây khó ngủ và làm tăng nguy cơ bệnh sỏi hệ tiết niệu. Có thể sử dụng các sản phẩm thảo dược giúp giảm đau an toàn, đồng thời giúp làm trơn khớp và phục hồi sụn khớp. Không nên lạm dụng thuốc tây giảm đau vì có thể làm tăng nguy cơ gây viêm loét dạ dày.